tổng hợp những khoảnh khắc hài hước, không để lỡ giờ lành mặc kệ trời mưa, nhà trai rước dâu bằng dù khủng. Thời tiết xấu luôn là nỗi ám ảnh của bất kỳ cô dâu chú rể nào trong ngày trọng đại nhất của đời mình. Thế nhưng, cặp đôi người Ấn Độ đã khiến người dùng trên Internet ngã mũ khi rước dâu bằng áo mưa khổng lồ. Bên dưới là anh em họ hàng, cô dì chú bác cùng nhau hợp sức giữ lại trong điều kiện thời tiết không thể tồi tệ hơn. Có lẽ xong đám cưới này, có cho tiền đi chăng nữa thì chú rể cũng sẽ không dám tổ chức lần thứ hai đâu. Khóc thét khi nhìn vật dụng tách ngô của những người nông dân ngồi giữa trời nắng. Nếu bạn tách ngô bằng tay thì mỗi ngày bạn sẽ tách được hơn một thùng hạt ngô. Nhưng nếu sử dụng theo cách của những người nông dân này thì có khi số hạt ngô bạn tách được có thể lấp đầy một con sông. Chuyện tuy không mới nhưng ở huyện Agam, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia, những người nông dân đang tách ngô theo kiểu chịu chi như thế này khiến ai cũng choáng váng. Với thời buổi giá xăng còn tăng nhanh hơn giá vàng như hiện nay, chắc có lẽ không một nông dân nào ở Việt Nam dám sử dụng ý tưởng này cho việc tách ngô. Nhưng mà dùng xe đạp thay thế vẫn được đấy nhé các bạn. Chồng dùng cách lạ làm đẹp cho vợ đi họp lớp, cặp chân mày hơi quá tai. Người ta nói nếu lấy được một anh chồng biết make up thì cô vợ sẽ luôn luôn là công chúa. Thế nhưng nếu lấy phải ông chồng biết nấu ăn thì tuyệt chiêu dùng xẻng để làm khuôn vẽ lông mày cho vợ cũng là ý tưởng không tồi đâu nhỉ. Những tưởng rất tự tin với ý tưởng độc lạ này, nhưng thành quả mà anh chồng thực hiện lại làm cho chị vợ bất lực không nói nên lời. Nhiều người thắc mắc liệu cô gái có thật sự dám mang lớp trang điểm này ra ngoài để gặp bạn bè hay không. Nhưng một vài bình luận khác thì cho rằng với nhan sắc trẻ đẹp này của người vợ thì chân mày có ô về hơn nữa vẫn không thành vấn đề. Bạn nghĩ sao về những tình huống hài hước này? Hãy để lại bình luận dưới bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.